Cập nhật Thế giới ngày 13 tháng 4 Hằng Lâm xin kính chào quý vị. Ngay sau đây là những thông tin mới nhất trên thế giới. Quân sự mở xin được gửi tới quý vị. Thành phố hơn nửa triệu dân của Nga phát lệnh sơ tán khẩn cấp do lũ lụt Hãng thông tấn Reuters ngày 12 tháng 4 cho biết, chính quyền ở thành phố Orenburg, thành phố hơn 550.000 người của Nga, đã kêu gọi hàng ngàn người dân sơ tán ngay lập tức do nước lũ dâng cao nhanh chóng sau khi các con sông lớn vỡ đê vì trận lũ do tuyết tan. Ông Sergei Sangmin, thị trưởng thành phố Orenburg, cảnh báo trên Telegram, Còi báo động đang kích hoạt trong thành phố. Chúng tôi đang thực hiện sơ tán diện rộng. Đây không phải tình huống diễn tập, Tình hình lũ lụt trong khu vực đang đặc biệt nguy hiểm. Mực nước sông Uran chảy qua thành phố đã tăng thêm 40cm trong 10 giờ qua. Thị trưởng San kêu gọi người dân hãy rời nhà ngay lập tức. Tình hình rất nguy cấp, đừng lãng phí thời gian. Người dân được khuyên cáo chỉ mang theo giấy tờ, thuốc men và những vật dụng thiết yếu. Các hãng thông tấn Nga sau đó dẫn lời các quan chức ở Orenburg cho biết, hơn 13.000 người đã được sơ tán khắp khu vực, trong đó hơn một phần tư là trẻ em. Ngoài Orenburg, các khu vực Kogan và nước láng giềng Kazakhstan cũng trong tình trạng báo động khi nước cũng đang dâng cao. Trước đó, hôm 11 tháng 4, ông Denis Pasler, thống đốc tỉnh Orenburg báo cáo với tổng thống Vladimir Putin rằng 11.972 ngôi nhà tại khu vực này đã bị ngập lụt và 19.412 người có thể gặp nguy hiểm nếu mực nước tiếp tục dâng lên. Kể từ cuối tuần trước, tuyết tan kèm mưa lớn khiến nước sông Uran, con sông dài thứ ba ở châu Âu dâng cao hơn 9 mét. Mực nước dâng nhanh khiến con đê ven sông vỡ ở nhiều điểm, làm tình trạng ngập lụt trong khu vực thêm trầm trọng. Cùng với Nga, Kazakhstan cũng hứng chịu thảm họa. Tổng thống Kasim Zomad Tokayev cho biết, nước này đã sơ tán khoảng 86.000 người khỏi các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phần lớn nằm gần biên giới với Nga. Nga mơ tưởng đàm phán với Ukraine dựa trên thỏa thuận cũ. Theo hãng thông tấn Reuters ngày 12 tháng 4, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, thỏa thuận hòa bình năm 2022 giữa Nga và Ukraine trước đây đã bị hủy bỏ, nay có thể được dùng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán mới. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng Nga và Ukraine sắp đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng thù địch tại các cuộc đàm phán ở Istanbul vào tháng 4 năm 2022. Nhưng Ukraine đã rút lui khỏi thỏa thuận sau khi quân đội Nga thất bại trong cuộc tấn công vào thủ đô Kyiv. Thỏa thuận bao gồm các điều khoản yêu cầu Ukraine áp dụng quy chế trung lập về mặt địa chính trị và không gia nhập NATO, hạn chế quy mô lực lượng vũ trang và cấp quy chế đặc biệt cho miền đông Ukraine. Tuy nhiên, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản đối tất cả những điều này. Ông Peskov cho rằng thỏa thuận Istanbul đã bị hủy bỏ, vẫn có thể là cơ sở cho các cuộc đàm phán mới và Nga đã sẵn sàng cho điều đó. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Moscow có thấy tín hiệu gì từ phía Ukraine sẵn sàng đàm phán hay không, ông Peskov nói: "Không, chúng tôi không thấy điều đó." Với lập trường nhất quán và cứng rắn, Kyiv muốn lấy lại toàn bộ lãnh thổ của mình, bao gồm cả Crimea, khu vực bị Moscow sáp nhập vào năm 2014, đồng thời yêu cầu mọi binh sĩ Nga phải rời khỏi lãnh thổ của Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Zelensky đang cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán quốc tế về lập trường của mình. Việc Nga giữ nguyên thái độ đối với các cuộc đàm phán hòa bình như thời điểm ban đầu cho thấy giả tâm thôn tính lãnh thổ của quốc gia khác không hề thay đổi, mặc dù nước Nga đã là đất nước rộng lớn nhất thế giới với 17 triệu km vuông, gần bằng cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cộng lại. Nó cũng cho thấy sự hơi hợt đối với mong muốn đàm phán của Nga và thái độ coi thường Ukraine và các nước phương Tây đang hậu thuẫn cho cuộc kháng chiến giải phóng lãnh thổ khỏi quân xâm lược của Kyiv. Liệu rằng Moscow có phải trả giá cho những hành này của mình. Gián điệp Cuba trong cao tầng chính trị Hoa Kỳ lộ tẩy Reuters đưa tin, một cựu nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã bị kết án 15 năm tù hôm thứ Sáu sau khi thừa nhận hành động với tư cách là đặc vụ của Cuba trong cái mà Bộ Tư pháp gọi là một trong những vụ xâm nhập có mức độ cao nhất và kéo dài nhất của chính quyền Cuba vào bên trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ. Victor Manuel Rocha, người từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia từ năm 2000 đến năm 2002, đã nhận tội với hai tội danh, trong đó có hoạt động như một đặc vụ bất hợp pháp của nước ngoài. Ông này bị buộc tội vào tháng 12 năm 2023 vừa qua. Theo các công tố viên Mỹ, Rocha, 73 tuổi, đã bí mật ủng hộ đảng Cộng sản cầm quyền Cuba và hỗ trợ nước này thu thập thông tin tình báo chống lại Washington trong hơn 4 thập kỷ, bao gồm cả 20 năm ông này làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ. David Newman, quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong cuộc họp báo ở Miami. Lời bào chữa hôm nay chấm dứt hơn 4 thập kỷ phản bội và lừa dối của ông Rocha. Phần lớn, cuộc đời của mình, ông Rocha đã sống dối trá, Rocha thừa nhận đã làm việc cho Cuba hàng thập kỷ và khoe khoang về khả năng tránh bị phát hiện trong một loạt cuộc gặp vào năm 2022 và năm 2023 với một đặc vụ FBI chim. Người đóng giả là đại diện cơ quan tình báo nước ngoài của Cuba, theo đơn kiện hình sự nộp tại Tòa án Liên bang tại Miami. Những gì chúng tôi đã làm thật to lớn, hơn cả một cuộc tranh tài đại quy mô, Rocha nói với đặc vụ chìm theo đơn khiếu nại. Luật sư của Rocha đã không trả lời yêu cầu bình luận. Rocha đồng ý nhận tội như một phần của thỏa thuận với các công tố viên liên bang, yêu cầu ông ta tiết lộ chi tiết về các tương tác của ông ta với tình báo Cuba. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết họ có thể không bao giờ biết được toàn bộ mức độ hợp tác của Rocha với Havani. Theo các công tố viên, Rocha đã tìm kiếm những vị trí có thể cho phép ông ta tiếp cận những thông tin nhạy cảm và gây ảnh hưởng lên chính sách đối ngoại của Mỹ. Theo tài liệu của tòa án, Rocha làm việc cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 1981 đến năm 2002, bao gồm cả chức vụ thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng từ năm 1994 đến năm 1995. Vụ việc phơi bày thêm lỗ hỏng an ninh có thể được xem là gót chân asin của phương Tây tự do trên trận tuyến đối đầu với các thể chế độc tài lưu manh. Trong khi những quốc gia này đóng chặt cửa và canh nhà từng người dân, Hoa Kỳ thậm chí không thể kiểm soát được các thành viên cấp cao trong chính phủ của mình và họ có thể bị lung lạc bởi tư tưởng một phương thức nguy hiểm hoặc dễ dàng hơn là bằng tiền bạc. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo khẩn cấp Iran sắp tấn công Israel Theo kênh truyền hình CBS News của Mỹ, Iran có thể sẽ mở cuộc tấn công lớn vào Israel ngay sau ngày 12 tháng 4. CBS News dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Iran sẽ sử dụng hàng trăm hỏa tiễn vào máy bay không người lái chính xác để tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Israel. Đồng thời, cảnh báo Israel có thể sẽ gặp khó khăn trong việc chống lại cuộc tấn công quy mô lớn này. Các quan chức cũng lưu ý, có khả năng Tehran lựa chọn một cuộc tấn công với quy mô nhỏ hơn để tránh leo thang. Israel đang đặt đất nước trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nhiều mối đe dọa và đánh giá Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm trả đũa cuộc không kích ngày 1 tháng 4 vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus ở Syria, giết chết một số chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo và trong đó có hai tướng cấp cao tình hình leo thang đang đặt chính quyền Mỹ vào tư thế sẵn sàng. Tại Washington, khi được hỏi thông điệp của ông gửi tới Iran là gì trong bối cảnh, ngày càng có nhiều đồn đoán về một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Tehran đừng làm như vậy và hứa sẽ bảo vệ Israel hết mình. Tổng thống Biden nói, đừng, và ông nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc bảo vệ Israel. Ông nói tiếp, chúng tôi cống hiến hết mình cho việc bảo vệ Israel. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Israel. Chúng tôi sẽ giúp bảo vệ Israel và Iran sẽ không thành công. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên ngày 12 tháng 4 rằng, chúng tôi vẫn coi mối đe dọa tiềm tàng từ Iran là có thật và khả thi. Mỹ đang xem xét lại lực lượng của mình trong khu vực trước mối đe dọa từ Tehran và đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ trong bối cảnh lo ngại một cuộc tấn công của Iran vào Israel có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, Sencom, tướng Michael Eric Kirillah ngày 12 tháng 4 đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và tham mưu trưởng IDF Trung tướng Hersey Halevi. Văn phòng của ông Galan cho biết, hai người đã thảo luận về sự sẵn sàng trong một cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhà nước Israel. Điều này có thể dẫn đến leo thang trong khu vực. Ông Galan nói trong một tuyên bố sau cuộc họp, kẻ thù của chúng ta nghĩ rằng họ có thể chia các Israel và Mỹ, nhưng điều ngược lại mới đúng, họ đang gắn kết chúng ta lại với nhau và củng cố mối quan hệ của chúng ta. Chúng tôi kề vai sát cánh với nhau. Ông Galan nói thêm rằng, Tôi chắc chắn rằng thế giới nhìn thấy bộ mặt thực của Iran, tổ chức khủng bố kích động các cuộc tấn công khủng bố trên khắp Trung Đông, tài trợ cho Hamas, Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm, đồng thời cũng đe dọa nhà nước Israel. Trước cuộc gặp với tướng Mỹ Kirill, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, tham mưu trưởng Herzi Halevi đã tổ chức đánh giá toàn diện về sự sẵn sàng của quân đội cho mọi tình huống nhiều nước khác cũng đã có những hành động và đưa ra cảnh báo cho công dân nhằm tránh bị tổn thương trong cuộc chiến Israel và Iran có thể xảy ra. Hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 4, Đức cảnh báo công dân của họ nên nhanh chóng rời khỏi Iran để tránh bị bắt, thẩm vấn và giam giữ tùy tiện. Ngoài ra, hãng hàng không áo cũng đình chỉ các chuyến bay đến thủ đô Tehran của Iran trong 6 ngày. Và nối tiếp là phần cập nhật tin tức từ Hoa Kỳ. Yêu cầu bỏ cáo buộc hình sự về sử dụng súng của Hunter Biden thất bại. Ngày 12 tháng 4, theo hãng tin Reuters, một thẩm phán liên bang ở Delaware đã từ chối bác bỏ cáo buộc hình sự sử dụng súng của Hunter Biden khi tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang tăng cường chiến dịch tái tranh cử. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Marie Elanoreka ở Wilmington đã ra phán quyết chống lại yêu cầu của Hunter Biden bác bỏ tội danh nói dối về lịch sử sử dụng ma túy khi mua súng Cosco Cobra vào năm 2018 và tội danh sở hữu trái phép loại vũ khí đó. Phán quyết này dọn đường cho một phiên tòa xét xử sử dụng súng dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 6 tại Wilmington. Tuy nhiên, Hunter Biden đã không nhận tội. Vào tháng 9, luật sư đặc biệt David Weiss đã đưa ra cáo buộc về việc sử dụng súng của Hunter Biden, khi ông này trở thành con đầu tiên của một tổng thống đương nhiệm bị truy tố, Hunter Biden phải đối mặt với án tù hơn 20 năm nếu bị kết án về tội sử dụng súng. Các luật sư của Hunter Biden đã lập luận rằng cáo buộc sử dụng súng nên được bác bỏ vì nhiều lý do, bao gồm cả luật mà Hunter Biden bị buộc tội có thể vi hiến sau khi tòa án tối cao Hoa Kỳ mở rộng quyền sử dụng súng trong phán quyết năm 2022. Điều này đặt ra một thách thức để xác định quyền sử dụng súng và tính hợp pháp của các hạn chế về sử dụng súng ở Hoa Kỳ. Nhóm pháp lý của Tổng thống Biden cũng lập luận rằng, Weiss không được bổ nhiệm phù hợp, rằng Hunter Biden đang bị truy tố có chọn lọc và ông ta có một thỏa thuận ràng buộc bảo vệ khỏi bị truy tố. Điều thú vị là trong khi đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm xóa bỏ quyền sử dụng súng của công dân Mỹ trong hiến pháp nước này, thì con trai của ông Joe Biden lại đối mặt với cáo buộc sử dụng súng bất hợp pháp. Hình tờ Biden cũng đã không nhận tội liên quan đến tội phạm thuế liên bang trong một vụ án riêng do Ways đưa ra ở California, đối mặt với mức án 17 năm tù nếu bị kết án. Phiên tòa đó dự kiến bắt đầu vào ngày 20 tháng 6. Công tố viên đặc biệt cáo buộc Hunter Biden đã không nộp 1,4 triệu đô la Mỹ tiền thuế từ năm 2016 đến năm 2019, trong khi chi hàng triệu đô la cho ma túy, thuê người hộ tống, mua xe hơi lạ và các mặt hàng đắt tiền khác. Thẩm phán quận ở Los Angeles ngày 1 tháng 4 đã bác bỏ đề nghị cáo trạng thuế của Hunter Biden. Ông Trump ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Mỹ đang có nguy cơ bị phế chuất. Hãng tin VN Express hôm 12 tháng 4 dẫn nguồn tin nước ngoài cho biết, cựu tổng thống Donald Trump đã bày tỏ ủng hộ đối với Chủ tịch Thảo viện Mỹ Mike Johnson trong lúc quan chức này đứng trước nguy cơ bị phế truất. Ông Donald Trump nói khi đứng cạnh ông Mike Johnson tại dinh thự Macalago ở bang Florida, ông ấy đang làm rất tốt công việc trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Ông Mike Johnson được chọn làm chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc đề cử kéo dài nhiều tuần vào tháng 10 năm 2023, sau khi một số thành viên Đảng Cộng hòa có quan điểm cứng rắn tại Hạ viện lật đổ người tiền nhiệm Kevin McCarthy. Hôm 21 tháng 3, nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn, May sorry Taylor Green đã đề xuất bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau khi ông Johnson phớt lờ nhiều thành viên trong đảng Cộng hòa nhằm thông qua dự luật ngân sách 1.200 tỷ đô la Mỹ giúp chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa vào phút chót. Động thái này khiến những thành viên theo đường lối cứng rắn của đảng bất mãn, trong đó có bà Green. Bà nói dự luật là hành động phản bội người dân Mỹ bất kỳ nhà lập pháp nào cũng có thể đưa ra kiến nghị yêu cầu bãi nhiệm chủ tịch thảo viện và cơ quan này sẽ bỏ phiếu về đề xuất đó trong vòng 2 ngày. Johnson sẽ cần ít nhất 218 phiếu ủng hộ trong số 435 nghị sĩ tại Hạ viện để giữ được chức vụ. Một số nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo về Dân Chủ sẽ chiếm ưu thế trong năm bầu cử nếu Chủ tịch Hạ viện Johnson bị phê truất trong khi đó ông Trump hiện là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa sẽ tái đấu với tổng thống Mỹ Joe Biden thuộc đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 bày tỏ sự không đồng tình với lời đe dọa của bà lật đổ ông Johnson và cập nhật thế giới đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chúc quý vị buổi tối thư giãn còn bây giờ Hằng Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị.